Giữa dòng đời nhộn nhịp vội vã, con như lạc lõng chơi vơi. Chúa ơi, đâu là bến đời? Sao con cứ tìm hoài và thổn thức? Đây là tâm tình chung của biết bao bạn trẻ khi đang cố tìm cho mình một hướng đi đúng đắn và ý nghĩa nhất. Vì ai cũng chỉ có thể sống một lần trong đời. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, là mẫu gương tông đồ tuyệt hảo nhất mà Chúa Giêsu hằng yêu mến. Mẹ đã chuyên chăm lắng nghe, suy niệm lời Chúa và thi hành thánh ý ấy trong âm thầm. Các tu sĩ dòng Cát Minh Teresa khoác trên mình chiếc áo Đức Bà như là dấu chỉ lòng yêu mến và quyết tâm noi gương mẹ trên hành trình tận hiến đời mình cho Thiên Chúa. Đức Giáo hoàng Francisco thân thương của chúng ta đã từng nói: lòng yêu mến và sùng kính Đức Maria là dấu chỉ chắc chắn của sự thăng tiến trong đường chọn lành Kitô giáo. Cách đặc biệt, người tu sĩ Cát Minh và những ai yêu mến đời sống chiêm niệm luôn được mời gọi để noi gương Đức Maria, bởi mẹ chính là mẫu gương chọn hảo của đời sống chiêm niệm và cầu nguyện. Chính mẹ đã luôn dõi bước theo Chúa Giêsu, lắng nghe lời Chúa và đem lời Chúa ra thực hành. Cách đặc biệt, không ai yêu mến Chúa Giêsu và kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu hơn là Đức Maria. Nét đẹp của linh đạo dòng Cát Minh Teresa được diễn tả cách trọn vẹn trong 6 chữ vàng: cầu nguyện trong thinh lặng và cô tịch. Cầu nguyện như là một cuộc trò chuyện thân mật giữa hai người bạn tri kỷ. Họ thường dành thời gian để sẻ chia, để lắng nghe và đồng cảm với nhau. Điểm hẹn lý tưởng nhất là nơi nào đó thật thanh vắng, như là sở thích của bao người từ xưa đến nay. Ôi núi Cát Minh, ngươi được mệnh danh là khu vườn của Thiên Chúa, nơi mà Ngài thích đến để gặp gỡ và bầu bàn với con người. Cho ta đặt một cái hẹn để ta được gặp gỡ người. Đời sống cầu nguyện của một người tu sĩ Cát Minh Teresa là một cuộc hồi thoại liên lỉ trong thinh lặng và cô tịch. Chính trong thinh lặng và cô tịch của tâm hồn, người tu sĩ Cát Minh Teresa lắng nghe lời mời gọi của Thiên Chúa, lắng nghe lời thì thầm của Thiên Chúa. Và trong chính cái sự thinh lặng và cô tịch ấy, người tu sĩ Cát Minh Teresa học biết cách đáp trả lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa để sống một chứng nhân tin mừng, sống một làm chứng cho một Đức Kitô hiện hữu trong thế giới hôm nay. Và tất cả mọi sự đều diễn biến, đều được diễn ra trong sự thinh lặng và cô tịch của tâm hồn. Linh đạo dòng Cát Minh Teresa còn được phản phất hương thơm qua đời sống cộng đoàn. Từ cộng đoàn diễn tả tất cả hàm ý sâu xa của hương thơm ấy. Các tu sĩ cùng nhau hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện chung từ sớm tinh sương, cùng dùng bữa chung, cùng làm việc chung, cùng giải trí chung. Những cái chung ấy làm cho tình huynh đệ trở nên sinh động, bền chặt và ý nghĩa. Chúa Giêsu đã từng nói: ở đâu có hai, ba người tụ họp lại vì danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Cộng đoàn Cát Minh trở nên một đại gia đình, và Chúa đang ở giữa họ. Nói về đời sống cộng đoàn, tu sĩ Cát Minh Teresa là một cộng đoàn sống tình huynh đệ, một cộng đoàn được mời gọi sống tình hiệp thông, chia sẻ và yêu thương nhau để cùng giúp nhau đạt tới cái đức ái hoàn hảo như tin mừng đại dạy,
là mến Chúa và yêu người. Người nào càng gắn kết với Thiên Chúa trong thinh lặng và cô tịch, người ấy càng hăng say hoạt động giữa đời. Việc tông đồ được biểu lộ rõ nhất qua việc cầu nguyện liên lỉ ngày đêm cho người khác. Người tu sĩ Cát Minh Teresa không còn bận tâm cầu nguyện cho bản thân mình, nhưng họ xả thân cầu nguyện cho nhân thế. Kế đến là chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng và dẫn dắt những ai đang khao khát sống thánh thiện và đến gần Chúa hơn. Qua việc giúp xứ, linh hướng, giảng tính tâm và dạy linh đạo dòng, việc tông đồ như là hoa quả của đời sống cầu nguyện của người tu sĩ Cát Minh Teresa. Đời sống tông đồ của các tu sĩ Cát Minh Teresa là cầu nguyện, và hoa quả của việc cầu nguyện được diễn tả qua việc chăm sóc đời sống thiêng liêng cho các sơ dòng kín, linh hướng, giảng tính tâm và luôn luôn sẵn sàng vào công việc tông đồ của giáo hội địa phương. Có ai về Cát Minh cho trăng về theo với, có ai về Cát Minh thuyền trăng neo bến đời. Nếu bạn thích bước vào miền thầm lặng để lắng nghe tiếng Chúa thì thầm, đừng ngần ngại chạy đến với dòng Cát Minh Teresa. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ và đồng hành với các bạn trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Qua đoạn video ngắn ngủi này, hy vọng phần nào đã cho bạn một chút cảm nghiệm về đời sống của dòng Cát Minh Teresa. Nếu bạn được Chúa mời gọi, hãy đến mà xem và hãy ở lại với chúng tôi. Hãy subscribe.